Chào mọi người, chào buổi sáng thứ tư ngày 11 tháng 3. Chào mừng đến với quán cà phê cây đào chương trình vào buổi sáng, nơi bạn có thể thấy thầy Jesse Michael và Scott đang bánh donut, nơi chúng ta nói về nhân quả, nguyên nhân và kết quả. Làm thế nào chúng ta sử dụng ý tưởng về nhân quả từ trong những tư tưởng vĩ đại nhất trên thế giới? Điều đó chính là hệ thống DCI. Làm cách nào sử dụng những ý tưởng này để tạo ra những kết quả cụ thể trong kinh doanh cũng như đời sống hàng ngày? Và làm thế nào có được thành công? Ngày hôm qua, Stanley và Alison từ Trung Quốc nói về Isabel Wilson và mối quan hệ. Hôm nay chúng ta có câu hỏi rất hay từ Zazi ở Mexico, thành phố Mexico. Chúng ta bắt đầu nào. Chào các bạn, đây là Zazi từ thành phố Mexico. Câu hỏi của tôi là về vấn đề an toàn của phụ nữ. Có lẽ bạn biết ngày 8 tháng 3 này là ngày quốc tế phụ nữ và ngay lúc này ở Mexico chúng tôi đang trải qua một vấn đề lớn về việc bạo lực giới tính và tôi biết đây là vấn đề rất nhiều đất nước. Tôi nghĩ rằng vấn đề đây chính là đã từ lâu phụ nữ đã bị đánh giá thấp, vì vậy tôi có hai câu hỏi. Câu đầu tiên, tại sao lại là phụ nữ? Câu thứ hai là tôi gieo trồng hạt giống gì để nhìn thấy vấn đề này biến mất? Xin cảm ơn. Wow, câu hỏi rất tuyệt vời, Zazi. Cảm ơn thành phố Mexico. Ngày 8 tháng 3, câu hỏi đó đến từ tuần trước và đó là ngày quốc tế phụ nữ vào Chủ nhật, đúng không? 8 tháng 3, đúng vậy. Nó giống như là sự tán dương những thành tựu về chính trị và xã hội của phụ nữ trên toàn thế giới. Rất tuyệt vời. Chúc mừng tất cả các bạn. Chúng ta nghĩ rằng đây là câu hỏi rất rất quan trọng, đúng không nào? Đây là điều gì đó mà phụ nữ bị phân biệt đối xử trong rất nhiều năm. Ý tôi là hàng ngàn năm. Chúng ta ngày càng có nhiều quyền lợi. Tôi nghĩ thế hệ chúng ta nhìn thấy điều này thay đổi. Ý tôi là thay đổi. Có nhiều điều vẫn còn, nhưng sự thay đổi là rất lớn. Vì vậy, hãy nói về ý tôi là tôi hứng thú để nhìn thấy cũng như là hiểu về những điều kiện để tạo ra sự thay đổi đó là gì. Từ các quan điểm về hạt giống và làm cách nào để thúc đẩy nhanh hơn sự thay đổi này. Thật ra, nam giới và nữ giới đều bình đẳng ở những cách mà họ nhận được sự tôn trọng, lương bổng và sự thăng tiến. Vì thế, chúng ta có hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là tại sao phải là phụ nữ? Câu hỏi thứ hai là cách cơ bản cần làm điều gì? Làm như thế nào? Yeah, đúng không? Làm sao để thay đổi nó? Làm cách nào tạo ra sự bình đẳng ở những mặt đó? Dĩ nhiên là ở nhiều mặt khác nhau. Chúng ta không bình đẳng. Nhưng có những khía cạnh chắc chắn chúng ta nên, tất cả mọi người nên giống nhau. À, có một câu chuyện tôi muốn nói về điều này là khi tôi còn trẻ, tôi có một mái tóc rất dài tầm giữa lưng của tôi. Tôi có thể nhớ rằng bạn biết đấy. Hình như là 17 tuổi hay 16 tuổi đấy. Một ngày, tôi đang đi bộ trên đường phố New York. Trời rất tối và đó là buổi tối muộn. Tôi đang đi cùng bạn gái của tôi và chúng tôi đi bộ xuống con đường. Tôi nhớ đó là làng West Greenwich. Nó kiểu như một phần yên tĩnh hiu quạnh của thành phố và một vài người đi theo chúng tôi. Họ hò hét lên, họ nghĩ tôi là con gái. Bởi vì thầy có một mái tóc dài, họ nhìn sau lưng thầy. Yeah, đó là từ phía sau. Và trước khi tôi có quả đầu hói này, và họ bắt đầu hò hét với chúng tôi và nói cái gì đó. Thật ra chúng tôi đã phải rẽ vào cái sân nhỏ trong nhà thờ dưới ánh đèn hay gì đó. Chúng tôi hoảng sợ. Và điều đầu tiên tôi muốn nói là đó là một trong những điều đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi. Và điều thứ hai, tôi không tin rằng hầu hết những người đàn ông, hầu hết chúng ta chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy. Vì thế, rất là khôi hài, đột nhiên trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy rất nhạy cảm, dễ xúc động về những điều phụ nữ phải chịu đựng trong suốt cuộc đời. Và kể từ khi tôi nghe những câu chuyện kinh hoàng về từ những người phụ nữ về điều tồi tệ hơn thế nữa, vì thế tôi đoán rằng, đầu tiên đàn ông, những người đàn ông chưa bao giờ cảm nhận được những cảm giác như vậy, tôi không biết làm cách nào khiến họ cảm nhận được điều đó, và đó chắc chắn phải là điều gì đó. Điều này rất thú vị. Thầy biết đấy, bố của tôi không phải là theo chủ nghĩa Chauvin. Có thể bởi vì mẹ của bố rất mạnh mẽ và mẹ tôi thật sự cũng là nhà lãnh đạo trong gia đình tôi. Bà ấy làm việc rất chăm chỉ, bà làm việc cho FBA, bà làm việc cho chính quyền địa phương. Bà ấy cũng là người rất ngăn nắp và hiệu quả. Và vì vậy, bằng lý do nào đó, tôi đã có được. Chúng ta trong DCI, chúng ta sẽ nói rằng tôi có được hạt giống để nhìn thấy điều gì đó khác biệt. Nhưng câu hỏi của Zazi là tôi có vấn đề. Mẹ của bạn có hạt giống gì vậy? Ôi trời, để nhìn thấy và cảm nhận sự khác biệt về mẹ mình.
Khác biệt về phụ nữ, wow. Vậy loại hạt giống nào mà bất cứ ai khi gieo trồng thì sẽ nhìn thấy người khác không tôn trọng họ một cách công bằng? Vậy loại hạt giống nào cho việc ít được tôn trọng? Khi đó nhân quả đơn giản có thể là tôi thiếu tôn trọng người khác. Tôi chắc phải đã gieo trồng vài hạt giống nhỏ rồi, có thể ở một vài khía cạnh nào đấy mà nó rất khó để khám phá ra, hoặc là tôi không suy nghĩ nhiều quá về nó và nó đã tạo ra một kết quả rất to lớn. Việc không tôn trọng một cách bình đẳng đến từ nhiều điều ngớ ngẩn. Yeah, bạn thấy đấy, thỉnh thoảng bạn nói là bạn không tôn trọng một ai đó là bởi vì họ không đủ thông minh. Yeah, yeah. Hoặc họ có những giải pháp tồi. Yeah, yeah. Nhưng ở đây chúng ta đang nói về việc bị thiếu tôn trọng, bị phân biệt đối xử dựa trên giới tính, và điều này hoàn toàn ngớ ngẩn. Yeah, yeah, thật không công bằng. Đây là một hình thức của phân biệt chủng tộc. Wow, đây chính xác là sự phân biệt chủng tộc. Vậy thì hạt giống là gì? Hạt giống là gì? Hạt giống để trở thành nạn nhân của việc phân biệt chủng tộc là gì? Yeah, sự phân biệt đối xử dựa vào giới tính, đúng không? Yeah, đó là câu hỏi khó. Điều đó có nghĩa là nó không chỉ nhắm tới phụ nữ, mà chúng ta còn thấy nó nhắm tới cộng đồng giới tính thứ ba và bạn biết đó, và cả những người đang thay đổi giới tính, hoặc là cả những màu da khác nhau, quốc gia khác nhau, bạn biết đó khi nó đến, hoặc các tôn giáo khác nhau. Câu hỏi đầu tiên của Saji là tại sao lại là phụ nữ? Đó là một câu hỏi rất khó đấy. Và khi chúng tôi trò chuyện trước khi quay chương trình, và thầy có nói một vài điều tôi nghĩ rằng rất thú vị về hạt giống để thấy người đàn ông và phụ nữ khác biệt. Đó là những hạt giống rất cơ bản để chúng ta bắt đầu đấy. Tôi có một điều kỳ lạ. Tôi có một ý tưởng lạ kỳ này, bạn biết đó. Và nó khó nhé. Nhưng tôi đang tưởng tượng một đất nước cách đây lâu rồi. Có lẽ là một thế giới khác, nơi mà một ngân hàng cách xa xa lắm đây. Bạn biết đấy, mỗi người ở đó có một vành tay khác nhau chút chút. Ý tôi là chúng ta sẽ không nói về nó, và chúng tôi thường đề cập tới điều đó trong ngành công nghiệp trang sức, bởi vì bông tay được chế tác để vừa vặn với vành tay của bạn, và chúng ta thật sự đã đề cập rằng vành tay trái của một người luôn khác với vành tay phải của người ấy, chỉ khác nhau một chút xíu xíu thôi, có thể là cao hơn hoặc ngắn hơn một chút, và bạn biết đó, có thể nó sẽ khác về kiểu dáng. Vì thế đôi khi tôi tưởng tượng về một nền văn hóa, cả một nền văn hóa, mà nơi đó nếu vành tay trái của bạn to hơn thì bạn sẽ nhận được sự tôn trọng, và nếu tay phải bạn to hơn thì bạn nhận được địa vị thấp. Nghe kìa, địa vị thấp hơn. Vì vậy tôi có thể hình dung rằng tại sao chúng ta lại không có sự kỳ thị trong nền văn hóa của chúng ta. Chẳng ai nói rằng Oris, bàn tay trái của bạn thì to hơn bên phải kìa. Bạn biết đấy, có vài điều tôi muốn nói là xin lỗi, tôi muốn kể một câu chuyện. Ok, tôi đã học xong trong một trường phổ thông công giáo từ thời cấp 2 và cấp 3. Sau đó mẹ tôi đã đưa tôi vào trường công lập. Lúc đó tôi tầm lớp 4, lớp 5 hay lớp 6. Và một câu chuyện dài, thầy giáo lớp 6 của tôi, thầy Peterson, tôi vẫn còn nhớ ông ấy rất rõ. Chúng tôi cùng là hàng xóm, cùng với rất nhiều những đứa trẻ da trắng. Và thầy nhận chỉ thị phải dạy chúng tôi về sự kỳ thị. Vì thế vào hôm sau khi thầy nói những ai có đôi mắt nâu thì sẽ ngồi ở một góc khác trong lớp học. Wow, và thầy đã không nói cho chúng tôi biết điều gì đang diễn ra ở đây, thật điên rồ. Và tôi có đôi mắt nâu, và vì vậy tôi và khoảng 6 hay 8 đứa trẻ khác phải ngồi vào một góc phía sau của lớp học. Và ông ta hù dọa chúng tôi khủng khiếp. Ông ta đối xử với chúng tôi rất tệ và la mắng chúng tôi nếu chúng tôi không làm bất kỳ điều gì đó. Cái đó thật thông minh. Và tôi thật sự hoảng sợ. Tôi về nhà và khóc và nói với mẹ tôi không muốn quay trở lại trường sau buổi trưa nữa. Và sau đó ông ấy bắt chúng tôi ở lại sau giờ học. Chúng tôi rất là kinh hãi, và sau đó tất cả những bộ trẻ ra về, và ông ấy nói ok, tôi sẽ dẫn các em ra ngoài ăn kem nhé, và giải thích cho chúng tôi điều xảy ra lúc này là gì. Điều đó có tác động rất mạnh mẽ, tôi vẫn còn xúc động mỗi khi nghĩ tới điều đó. Điều đó thật sự đã làm cho tôi cảm thấy rất sợ, và vì vậy tôi có chút nếm trải cảm giác sự kỳ thị dựa trên điều ngu ngốc, dựa trên một điều cực kỳ ngu ngốc. Yeah, cực kỳ ngu ngốc. Nào cho em nhìn đôi mắt của anh đi. Thầy không biết đôi mắt đó màu nâu. Thầy không thể ở cùng với con nữa đâu. Chúng ta đang nói về việc tại sao. Tôi nghĩ có một cách trả lời cho Saji, đó là mẹ của tôi. Ý tôi là chúng ta không thoát khỏi sự định kiến về giới tính. Bạn nghĩ bạn không có định kiến, nhưng thực ra bạn nó có nằm sâu bên trong đấy. Tôi không có ý rằng tôi không theo cách nào đó, tôi không có định kiến. Ở nhà tôi quen nó rồi, cảm ơn. Và tôi nghĩ chúng ta có ít hơn vài người. Và tôi nghĩ nó xảy ra trong trường hợp của tôi. Đó là cha mẹ tôi ly hôn. Mẹ tôi vừa làm mẹ, vừa làm cha. Mẹ tôi là người kiếm tiền, là người đưa ra mọi quyết định trong gia đình. Mẹ tôi kỷ luật với chúng tôi. Bạn biết đấy. Vì thế, tôi nghĩ nếu bạn may mắn là nam giới, bạn sẽ hiểu một người phụ nữ thật sự quyền lực và thật sự không phải là người thấp kém trong gia đình. Và có sự liêm chính nữa, mà bộc lộ khả năng lãnh đạo. Và mẹ tôi là người không hề có định kiến, không định kiến chủng tộc, không định kiến quốc gia. Bà ấy chẳng có điều
Đó, đến nỗi chúng tôi từng để giờ người da đen sống trong nhà chúng tôi. Họ cứ ra vào. Và chúng tôi có những người bạn Do Thái, những người bạn thân nhất. Và chúng tôi không có. Chúng tôi đã được nuôi dạy không làm điều đó. Vì vậy tôi đoán là Zazie này theo cách thông thường, hãy trở thành hình mẫu tốt cho con của bạn. Đừng có bộc lộ, đừng có thể hiện cái điều mà bạn gọi là sự kỳ thị ngu ngốc. Chính bạn, và sau đó bạn thay đổi hạt giống của bạn. Và sau đó giúp ai đó không bị những kiểu kỳ thị ấy. Và chúng ta sẽ gieo những hạt giống để nhìn thấy đất nước thay đổi. Vâng, và căn bản là lý do mà chúng ta nhìn thấy sự kỳ thị ngu ngốc này là vì chúng ta bằng cách nào đó, chúng ta đã và đang làm điều đó với người khác. Bạn biết đó, chúng ta nói là có ba kiểu người dễ bị tổn thương, đó là phụ nữ, trẻ em và người già. Vì vậy, khi mà tôi kỳ thị, có thể là kỳ thị trẻ em hay người già hay phụ nữ, thì tôi sẽ nhìn thấy những phụ nữ. Đôi khi phụ nữ mới là người đáng sợ đấy nhé. Họ kỳ thị những người phụ nữ khác. Tôi có hai câu hỏi cho bạn từ những điều ngớ ngẩn phải không thầy? Một là sự kỳ thị nhỏ nào mà tôi đã tạo trong đời để nhìn thấy những kiểu kỳ thị ngu ngốc. Và sau đó tôi có một câu hỏi khác. Vì trong đời tôi và trong đời Scott, thái độ đối với phụ nữ, quyền của phụ nữ, quyền lợi phụ nữ, thái độ đối với phụ nữ, người mà là đối tượng của lạm dụng tình dục, những điều này đang hoàn toàn thay đổi trong cuộc đời của chúng ta, ngay cả 5, 10 năm gần đây. Hơn nữa, vì thế nguyên nhân gốc là gì? Câu hỏi thứ nhất là gì nhỉ mọi người? À, những chuyện nhỏ mà tôi làm là gì nè mà làm thay đổi mà à vâng những chuyện nhỏ mà tôi có lẽ đã làm để gây ra điều đó, và tại sao tình hình lại đang thay đổi? Vâng, tôi nghĩ rằng các bạn biết đấy, nếu chúng ta gieo trồng những hạt giống liên tục không ngừng ủng hộ các phong trào mới về việc không phân biệt đối xử đối với bất kỳ người nào từ những điều ngớ ngẩn, và rồi chúng ta đang gieo trồng những hạt giống để thấy mọi thứ thay đổi và thay đổi. Có thể là trong 5 năm, chúng ta sẽ thấy những nhiều sự thay đổi to lớn. To lớn đó, chúng tôi nghĩ rằng vào những năm 70 đó là một cuộc cách mạng lớn đối với quyền của phụ nữ đấy. Nhưng chúng ta đã nói, trời ơi, chúng ta đã làm quá nhiều thứ trong những năm 70. Nhưng hãy nhìn xem hiện giờ, mọi thứ còn tiến triển tốt hơn rất nhiều, lớn hơn rất nhiều. Hay câu hỏi đó, hạt giống nhỏ đó là gì? Hạt giống để nhìn thấy sự phân biệt đối xử. Tôi sẽ nói về một mức độ tổng quát nhé. Sự phân biệt đó không chỉ là giới tính nam và nữ không thôi, mà tôi còn thấy sự phân biệt đối xử đó là định kiến và sự phán xét nữa. Bởi vì những phán xét mà tôi làm đối với những người khác, điều mà tôi làm rất thường xuyên. À, họ gặp rắc rối to rồi. Vâng, tôi biết. Nhưng đây chính là việc rất thường xảy ra. Nhưng đây có thể là cách mà thầy có thể nói, ồ, cách này thật là dễ dàng để tìm ra được nguyên nhân của nó. Tôi đánh giá người khác rằng họ không biết nhiều như tôi biết và một điều gì cụ thể nào đó, và tôi thỉnh thoảng bỏ quên họ đi, tôi phớt lờ họ bởi vì tôi nghĩ rằng họ thật sự ngu ngốc. Ví dụ như họ không biết nhiều về việc sản xuất một video như tôi chẳng hạn, hoặc những thứ gì khác mà có thể là tôi biết nhiều về nó. Và do đó sự lựa chọn và lòng tin của tôi nói rằng có một cách nào đó, nó ít khi dẫn tới việc phải nhìn vào những vấn đề khó khăn trên thế giới như việc phân biệt đối xử đối với phụ nữ. Ok, tôi phân biệt đối xử đối với những người mà tôi cho rằng họ không biết điều gì hiển nhiên mà phải biết. Và tôi nói rằng họ dốt quá và tôi loại bỏ họ, có thể như nói như là việc họ không biết nhiều về hạt giống chẳng hạn ha. Tôi nói nếu bạn không biết nhiều về hạt giống đó thật là điều ngu ngốc, và do đó tôi loại bỏ họ ngay lập tức. Tôi nói về chính mình. À, tôi thấy chính mình thường hay dựng lên những chuyện câu chuyện về người khác trên đường phố ngoài cửa hàng tạp hóa, những người mà chúng ta không biết. À, tôi không biết gì về họ cả và tôi dựng lên những câu chuyện về họ, và nó đã xảy ra đối với tôi, và tôi phát hiện ra rằng người đàn ông này là một nhà vật lý thiên văn, người chủ của quán cà phê này đấy. Tôi đã phát hiện ra rằng anh ấy là một trong những nhà thiên văn học nổi tiếng nhất nước, và anh ấy chỉ là rót cà phê, còn tôi thì dựng lên những câu chuyện về anh ấy. Anh ấy chỉ rót cà phê. Do đó tôi sẽ nói rằng những hạt giống nhỏ khi bạn dựng lên những câu chuyện như vậy về người khác mà bạn không thực sự biết về họ. Tôi vẫn muốn trả lời là tại sao chúng ta lại nhìn thấy những sự thay đổi hoàn toàn, tại sao chúng ta lại thấy một sự thay đổi hoàn toàn ở nước Mỹ, nơi mà những người đàn ông ngược đãi với những phụ nữ, những người đàn ông nổi tiếng, những nhân vật lớn, những người đàn ông giàu có, nhưng bây giờ một trong số họ đã đi tù. Câu trả lời duy nhất là tôi nhìn thấy những sự thay đổi đó. Tôi thấy sự dịch chuyển bởi vì tôi đang cố gắng học về hạt giống đó. Tôi đang từng mang cơ hội đến cho người khác.
hay có thể do tôi đã từng không mang cơ hội để cho họ trong quá khứ. Tôi sẽ nói rằng do tôi hiểu về cách mà hạt giống vận hành nên tôi đã nhìn thấy những sự thay đổi về cách mà mọi người được đối xử. À, tôi trở nên cởi mở hơn với những người khác, với những cách suy nghĩ khác, và tôi nghĩ đó là hạt giống. À, chúng ta nói tóm lại gọn lại những bước thực tiễn và gợi ý lại đi thôi nào. Chúng ta sắp hết giờ rồi mọi người ơi. Hãy giảm những phán xét âm thầm về người khác. Đừng phán xét người khác một cách âm thầm, đừng dựng lên các câu chuyện về họ. Bạn biết không, một điều rất thú vị, một hạt giống tích cực là hãy tạo nên những câu chuyện tuyệt vời về họ trong đầu bạn. Ok, thay đổi câu chuyện. Điều thầy nói là khi chúng ta gặp ai đó, một cách tự động chúng ta sẽ tạo nên những câu chuyện về họ dựa vào ngoại hình của họ. Vâng, dựa vào vẻ bề ngoài của họ và cách mà họ nhìn vào chúng ta, hãy cố gắng làm cho câu chuyện trở nên tích cực. Vâng, hãy cố gắng làm cho câu chuyện trở nên dễ thương, giống như công cụ viết sử thi vậy đó. Oh, đó là câu chuyện. Chúng ta không biết đó phải là công cụ hay không nhé. Trong DCI, chúng ta có một thứ được gọi là viết sử thi. Khi chúng ta nhìn thấy ai đó mà chúng ta phán xét họ, thì hãy cố gắng đảo nó lại và viết nên một câu chuyện siêu anh hùng trong tâm trí của chúng ta về họ, như là một siêu anh hùng. Ví dụ như có một anh chàng trong rất mệt mỏi trong văn phòng bởi vì anh ta thức cả đêm để giải cứu cả hành tinh, hay điều gì đó tương tự. Vậy điều thứ nhất là gì? Tạo nên những câu chuyện, nhưng hãy là những câu chuyện cực kỳ đẹp đẽ, và đừng phân biệt đối xử đối với người khác vì những điều ngớ ngẩn của họ, và cố gắng trở thành hình mẫu cho những đứa con của bạn nhé, bởi vì cô ấy có hai đứa nhóc rất dễ thương đấy. Đúng vậy, vâng, hãy là tấm gương cho người khác. Bạn muốn như thế nào nếu bạn có một bé trai hay bé gái? Bạn muốn cách mà chúng đối xử với những người phụ nữ khác như thế nào, đặc biệt nếu là bé trai chẳng hạn? Còn nếu đó là bé gái, thì bạn muốn người khác đối xử với cô bé như thế nào? Mức độ tự tin mà bạn đang giúp những đứa con của bạn có được là như thế nào? Đúng vậy. Và tôi nói rằng hãy tham gia vào các hoạt động để thúc đẩy nhóm người thường được coi là dễ bị tổn thương, nhóm những người thiểu số về xã hội, tôn giáo, chủng tộc và về giới tính nữa. Hãy để ý tới những người mà thường dễ bị ảnh hưởng nhất, những người thường hay e ngại, những người mà sống rất nội tâm và những người thường ít được quan tâm. Và hãy cố gắng nâng họ lên với những hành động nhỏ một lần mỗi ngày hoặc những việc như vậy đấy. Bạn nói rằng nó sẽ giúp thay đổi cả đất nước. Vâng, những hạt giống nhỏ sẽ tạo nên kết quả lớn, một sự dịch chuyển nhỏ trong thói quen hàng ngày của bạn, và nó giúp thay đổi một cách đột biến mọi thứ xung quanh bạn. Tôi nghĩ điều tuyệt vời nhất trong hệ thống hạt đó là những người chúng ta, bởi vì hạt giống kiến tạo nên sự hiện hữu của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có sức mạnh để thay đổi những thái độ đối với phụ nữ trong đất nước này. Mỗi người chúng ta đều có sức mạnh. Bạn có thể làm được đó, Zazie. Một câu hỏi rất hay. Tất cả chúng ta đều có thể làm được. Đặc biệt là Zazie quay rất tuyệt vời. Tuyệt lắm các bạn Mexico ơi. Và chúng ta có thể sẽ có một tuần lễ quốc tế phụ nữ. À, vâng, một tuần quốc tế phụ nữ. Một thập kỷ quốc tế phụ nữ luôn, như thế được không nào? Nhân tiện, tôi không nghĩ là câu chuyện này đã xong đâu. Vâng, chúng ta vẫn chưa xong. Đối với Scott, thì đó là quốc tế phụ nữ là cả cuộc đời luôn đây. Đây là quốc tế phụ nữ của cả cuộc đời tôi nè. Chúng tôi muốn dùng cái đĩa này. Vâng, các bạn với DCI, hãy dùng chiếc đĩa này để gửi câu hỏi của các bạn đến sweetquestionamokdiamondcultureinstitute.com. sweetquestionamokdiamondcultureinstitute.com. Gửi cho chúng tôi câu hỏi của bạn dài 30 giây dưới dạng định dạng dọc theo kiểu tự quay, giống như tôi cho bạn xem từ Risa ở Đức. Nhân tiện, nếu bạn nghĩ rằng câu hỏi này chưa hoàn tất, hãy gửi một câu hỏi khác nữa nhé. Vâng, hãy tiếp tục đi nào. Chúng tôi có thể bổ sung thêm cho những câu hỏi này như thế này đấy. Hãy thoải mái gửi các câu hỏi nhé. Có thể về những điều bạn nghe cô ấy nói chẳng hạn. Video câu hỏi 30 giây theo định dạng dọc tự quay, gửi về sweetquestionamokdiamondcultureinstitute.com và chúng tôi sẽ dùng nó để làm chương trình. Và bây giờ chúng ta có... À, tôi vừa bị một cú đá vào chân từ cô Oris dưới bàn chân nhắc là hãy qua cái mới nhanh đi nào. Và đây là Risa từ Colombia. Người Colombia đang sống và đang sống ở Đức. Chúng ta cùng nghe nào. Ô, cho ngày mai. Xin chào, tôi là Risa. Và đây là câu hỏi của tôi. Tôi có một vấn đề, đó là tôi bắt đầu rất nhiều dự án và những thứ khác nhau, nhưng tôi không thể hoàn thành chúng. Và tôi có kế hoạch cho dự án về nghiệp với 4 bước mà tôi cảm thấy rất có động lực, nhưng tôi đã bỏ cuộc vì tôi không thấy kết quả. Câu hỏi của tôi là, hạt giống nào tôi cần phải gieo để tôi có thể ngừng việc bắt đầu và bắt đầu việc hoàn tất? Và những hạt giống nào tôi cần loại bỏ bằng 4 bước tẩy hạt để tiêu diệt các thói quen xấu của tôi? Cảm ơn. Ok, wow, tôi sẽ làm một cái áo khung với dòng chữ ngừng việc bắt đầu và bắt đầu việc hoàn tất. Thật tuyệt, các bạn đã nghe về Zija nhân quả trong chương trình Bitchy buổi sáng. Và các bạn có tin không thì bây giờ chúng ta vẫn còn rất nhiều bánh donut đấy. Chúc bạn một buổi sáng tốt lành, hẹn gặp lại chương trình, tạm biệt. Bye bye.